đến với chương trình du học ngày nay của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu với các bạn về trường Melbourne Institute of Technology ở Sydney. Và như các bạn thấy, đây là cô Vivian House, Senior Marketing Consultant của trường. Dạ, xin cô vui lòng cho biết một số thông tin về trường MIT ạ. Melbourne Institute of Technology has a campus both in Melbourne and in Sydney. And as you know, both Australian cities are two of the most beautiful cities in the world and most livable cities in the world. And we are located about 3 minutes from the major railway station in both cities. We run a range of programs, particularly in business, information technology, and of course, telecoms. And we have for Vietnamese students a very good program because they can come and do English. Then they can enter our diploma program, which will give them a good grounding in their first year of a bachelor degree. And then they can enter the second year of the bachelor degree because it is a bridging program. For students who do many weeks of English, then there is a scholarship for some of the English. And we also run some scholarships for very good students with good academic background. Thêm một câu hỏi là cô có thể vui lòng cho biết là có một số cái, những cái điểm đặc biệt về cái chương trình giống như là về cái học bổng cho sinh viên không ạ? Ví dụ là scholarship. Scholarship for English? English scholarship is if they do a number of weeks in English, then we will give them some free weeks. And for the other scholarships, we have three scholarships. One is called academic excellence. They can apply for that before they come, but they need to have 6.5 in IELTS and a very good pass in their year 12 in order to be eligible. For the other two, again, they need a good score in IELTS, but it is dependent on their first two semesters of their program. If they do very well in that, then they will get a 30% scholarship into their third and fourth semester and the rest of their bachelor. Xin cảm ơn cô nha. Một câu hỏi cuối là cô vui lòng cho biết một số cái cảm nghĩ của mình về công ty Tân Đại Dương của TVD. So, you know, we encourage our students from Vietnam to apply and also to apply through very well accredited agents. And Tan Dai Long TDD is an excellent agent for us. We have had some excellent students from your organisation and they are doing very well in Australia and they are excelling. So we are very happy and they are very happy. Như các bạn có thấy đó thì trường MIT ngoài cái đặc điểm là ở một cái thành phố rất là lớn ở Mỹ, ở Úc là thành phố Sydney, thì ngoài ra trường cũng có cái chương trình fast track, thì thay vì các bạn học 3 năm đại học ở một cái trường bình thường khác thì các bạn có thể rút ngắn thời gian của mình chỉ còn 2 năm thôi. Và như các bạn có thấy là một số những cái chia sẻ rất là hữu ích của cô Vivian, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều cái ưu điểm khác nữa khi mà chúng ta tham gia học tập ở trường. Xin cảm ơn sự chia sẻ rất là chân thành của cô Vivian và hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình mới. Thank you very much for listening.